Bác sĩ dặn cậu nhớ phải theo dõi sức khỏe. Cảm ơn cậu. Tớ thấy mình ổn rồi. Mà cậu lấy giấy tờ xét nghiệm để làm gì đấy? Đến lúc cần, tớ sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Tớ không hiểu tại sao những chuyện oái oăm này cứ giơ lên đầu của tớ. Và tớ không muốn mình là cái bịch bông để ai đi qua cũng thể đấm tớ một cái được. Mà hôm qua bác sĩ hỏi tớ có phải là người nhà của cậu không? Tớ luôn là người nhà của cậu, nên cậu đừng khách sáo nhé. Tớ sẽ luôn là điểm tựa để cho cậu dựa vào. Mà cái người hôm qua mắng cậu là ai đấy? Là sếp của tớ, tuy hơi ác miệng nhưng không phải là người xấu tính đâu. Anh ta cũng đẹp trai đấy, lại còn rất quan tâm đến Happy nữa. Vì anh ta quý mến Happy là thật, cho nên anh ta luôn cho rằng tớ là bà mẹ vô trách nhiệm. Sao sếp cậu mắt nhìn người kém thế nhở? Sao em biết anh ở đây mà ra? Đủ quan tâm với anh thì sẽ biết thôi. Anh đang làm việc đấy. Em biết mà. Nhưng mà em muốn tìm hiểu anh thay đổi thế nào, công việc ra sao. Với cả quan trọng là em muốn bù đắp lại 7 năm qua mình không được ở cạnh nhau. Khôi. Mẹ. Chào bác ạ. Lý do con không đi ăn với mẹ là đây. Con đang làm việc mà. Mẹ muốn nói chuyện riêng với con. Tôi đã thấy trên màn hình là phần tin nhắn của Facebook. Có thể với tất cả các anh chị ở đây, việc dùng mạng xã hội là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với tôi, một bà mẹ đơn thân, suốt ngày phải loay hoay xoay sở tiền bạc, áp lực tiền nhà, tiền điện, tiền học, tiền thuốc men, tôi không có thời gian để dùng mạng xã hội. Tôi lạc hậu như vậy là vì tôi thực sự không có thời gian. Có điều, tôi cũng đã thấy trên avatar kia là ảnh của tôi. Một cái ảnh thể. Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp. Nếu như tôi muốn đi mồi chài đàn ông, tôi chắc chắn sẽ không dùng avatar là một chiếc ảnh thể kia đâu. Và cũng thật tình cờ, cái ảnh thể đó lại chính là ảnh thể mà tôi dán trên hồ sơ xin việc. Ý em là gì? Ý của em thể hiện rõ trong từng lời nói.